xương là tình trạng mà bệnh lý mà có thể là dẫn tới làm cho chúng ta mất xương nhiều hơn, và hậu quả của nó là nặng nề nhất, đó là dẫn tới là gãy xương. Chính vì vậy cái việc mà duy trì cho hệ khung xương khỏe mạnh là một điều mà cực kỳ quan trọng. Trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Trang sẽ chia sẻ cho mọi người 8 cách để duy trì xương luôn chắc khỏe một cách tự nhiên nhất. Thứ nhất đó là các bạn cần tập tạ và rèn luyện sức khỏe, sức nặng của xương. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi mà chúng ta tập tạ và thường xuyên tập luyện tăng cường với các bài tập rèn luyện sức mạnh của xương thì sẽ giúp cho xương của chúng ta duy trì được cái cấu trúc và phát triển được sức. Lợi ích của việc là rèn luyện sức mạnh và tập tạ là một cái việc khá là đáng kể đối với tăng mật độ xương, tăng kích thước xương và bảo vệ cho mất xương. Thứ hai là chúng ta nên ăn nhiều rau. Rau giúp cung cấp vitamin, khoáng chất và các chất xơ. Một nghiên cứu đã cho thấy là vitamin C có thể giúp bảo vệ xương khỏi sự hư hại. Và ăn các loại rau có lá màu xanh đậm có lợi cho mọi lứa tuổi. Ở trẻ em thì sẽ thúc đẩy cái khung xương, còn ở người lớn thì sẽ duy trì cái mật độ xương và sự vững chắc của xương. Một nghiên cứu đã cho thấy là những đứa trẻ mà ăn rau có lá màu xanh đậm và ăn ít thực phẩm chiên rán thì cho thấy sự gia tăng cái mật độ xương và cái chất béo có lợi cho sức khỏe. Thứ ba đó là chúng ta hãy bổ sung canxi đều đặn. Canxi là một chất đóng vai trò chính trong cái việc duy trì sức khỏe của xương. Cách tốt nhất để hấp thu canxi đó là hấp thu một cách dần dần, một lượng nhỏ mỗi ngày, đều đặn. Tốt nhất thì chúng ta nên bổ sung canxi qua chế độ ăn uống, trừ khi là chúng ta có tình trạng là thiếu xương rất nặng và cần phải bổ sung canxi. Thứ tư đó là chúng ta hãy ăn những cái thực phẩm giàu vitamin D và vitamin K. Vitamin K2 là một dạng vitamin dễ hấp thu hơn so với các loại vitamin K khác. Vai trò thiết yếu trong sức khỏe của xương như là giúp giảm mất canxi và giúp các khoáng chất gắn kết lên xương. Con người chúng ta không tự tổng hợp được vitamin K2 nên chúng ta cần bổ sung vitamin K2 bằng các loại thực phẩm. Một số thực phẩm có chứa vitamin K2 như là các thực phẩm lên men hay là những cái thực phẩm bổ sung như là bắp cải, phô mai. Vitamin D giúp cho cơ thể hấp thu canxi. Những người mà bị thiếu vitamin D thì có nguy cơ bị mất cái khối lượng xương và dễ bị loãng xương. Chúng ta có thể bổ sung vitamin D bằng cách tắm nắng vừa phải, hoặc là chúng ta có thể bổ sung các loại viên có chứa vitamin D. Điều thứ 5 là chúng ta hãy duy trì cân nặng khỏe mạnh. Một trọng lượng khỏe mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe của xương. Mà thiếu cân, nhẹ cân có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn. Ngược lại, những người mà có trọng lượng cơ thể dư thừa thì sẽ gia tăng áp lực cho xương. Thế nên là chúng ta tránh giảm cân quá nhanh hoặc là tăng giảm cân bất thường. Và chúng ta hãy bổ sung protein. Protein đóng vai trò thiết yếu trong sức khỏe của xương. Và protein cần thiết cho xương, nó chính là collagen ấy. Thì chúng ta bổ sung collagen mỗi ngày là một trong những biện pháp để giúp cho duy trì mật độ xương. Thứ 7 là chúng ta nên ăn thực phẩm giàu axit béo omega 3. Những nghiên cứu đã xác định rằng là chất béo omega 3 đóng vai trò quan trọng trong việc là duy trì mật độ của xương. Những chất béo omega 3 có nhiều trong các loại thực phẩm như là cá hồi, cá thu, cá ngừ hay là các loại hạt. Nên là chúng ta có thể bổ sung omega 3 thông qua các loại thực phẩm hoặc là các loại viên uống bổ sung. Thứ 8 đó là chúng ta ăn các loại thực phẩm có dầu magie và kẽm. Giống như canxi, magie và kẽm là những cái khoáng chất hỗ trợ quan trọng cho duy trì sức khỏe của xương, mật độ của xương. Magie giúp kích hoạt vitamin D để thúc đẩy cái quá trình hấp thu canxi. Những thực phẩm mà dầu magie và kẽm như các loại quả hay là các loại hạt hay là ngũ cốc. Vì vậy nên là 8 thực phẩm mà bác sĩ Trang vừa kể trên sẽ giúp cho xương chắc khỏe một cách tự nhiên. Anh chị em cô chú hãy bổ sung ăn uống hàng ngày để giúp cho duy trì xương của chúng ta luôn khỏe mạnh và phòng ngừa nguy cơ bị loãng xương và dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như gãy xương. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người hãy ấn nút like và chia sẻ video này tới nhiều người. Và đừng quên đăng ký kênh của bác sĩ Trang để hàng ngày cập nhật các video hữu ích về sức khỏe nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.